xin chào tất cả các bạn và xin chào tất cả mọi người khi mọi người theo dõi kênh này thì đầu tiên phải chúc quý vị sức khỏe chúc quý vị có một cuộc sống thành đạt và luôn luôn yêu đời đặc biệt sức khỏe thì luôn luôn phải quyết định đàn ông thì phải cứng đơ như thanh thép đàn bà thì lúc nào cũng là một trong những con người lên đỉnh đó là câu chúc vui của mình thôi thì hôm nay cũng có một câu chuyện liên quan đến vấn đề hai vấn đề rất là nhạy cảm hiện tại bây giờ đang trên không gian mạng cũng như ngoài đời thực đó là liên quan đến phó ban dân vận trung ương ai đó quốc hội chứ quên mất xin lỗi quý vị à, ông đi bình dưỡng nói mình nói xin lỗi nha ông đi bình dưỡng ở bên cô hội và đặc biệt nữa là vụ án rất là nổi tiếng hiện tại bây giờ và bao nhiêu cây bút bao nhiêu bài báo bao nhiêu những cái lời bình luận đã diễn ra trên không gian mạng đối với à, một cái công ty một cái tập đoàn lừa đảo có một người tên là Na Thịnh Phát thưa quý vị mình không muốn nói hết ra thì vì hôm nay thì mình chỉ nói là này mình khẳng định với quý vị rất nhiều những cái, những cái đằng sau đó nhưng mà mình tin chắc rằng pháp luật Việt Nam sẽ đúng người đúng tội ví dụ ông Lê Bình Nhưỡng ông sẽ có rất nhiều những cái điều ông đã làm đúng và rất tốt cho đất nước và nhân dân nhưng đó là điều ông làm tốt ông sẽ được khen nhưng có những thứ ông đang làm sai và vi phạm pháp luật thì ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp luật vì nhà nước việt nam cộng hòa sâu chủ nghĩa việt nam là nhà nước pháp luật nhà nước luôn luôn có cái sức công bằng giữa công và tội đó là cái điều mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy ôi rồi một nhà nước pháp quyền thì dù anh có là ai mà anh vi phạm pháp luật thì anh phải chịu thôi một điều nữa Dương không dám tham dự nhiều vì cơ quan chức năng đang làm việc, đang điều tra và đang quyết định khởi tố ABC rồi. Còn cái của Thịnh Phát thì thưa quý vị, đó là một câu chuyện bề nổi khi chúng ta đang nhìn. Còn cơ quan cảnh sát điều tra, người ta đang điều tra đang làm việc rất là sâu rộng, không có vùng cấm. Và đặc biệt nữa thưa quý vị, những cái gì phát biểu của rất nhiều những người liên quan đến vấn đề à, quan chức của chúng ta, thượng tầng của chúng ta liên quan đến ban nội chứng trung ương vân 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 thì đó là những lời phát biểu Dương béo nghe kỹ rồi, rất là đúng. Tại vì mỗi một câu từ ấy, khi phát biểu ở trên không gian mạng nó phải chuẩn từng đi từng lý. Và Dương nghe rồi, nhưng có rất nhiều những cái kẻ xuyên tạc về những nơi đó đó và không đồng tình những nơi đó đó thì mình khẳng định quý vị, thời gian sẽ trả lời. Vì đó là một trong những cái điều mà Dương thấy rằng quá chuẩn và quá đúng và Dương hoàn toàn đồng ý với những điều như vậy. Và từ hôm nay trở đi và đến ngày mai, Dương khẳng định quý vị những vấn đề liên quan đến môi trường Dương sẽ trực tiếp live stream và từ bây giờ trên kênh này Dương sẽ live stream à, còn nếu các bạn muốn xem video nguội thì quý vị sang kênh bầu trời Dương Béo Dương sẽ có những cái video như thế này ở bên đó còn lại những cái live stream tập trung hoàn toàn ở trên kênh này liên quan đến vấn đề rác Dương sẽ đến những cái nơi à, mà thấy rác Dương sẽ ngồi nói chuyện nói ra chuyện giải pháp thôi tự bản thân mình à, và những câu chuyện liên quan đến vấn đề rác liên quan đến vấn đề môi trường liên quan đến Việt Nam clean up hay là kể cả những câu chuyện diễn ra đời thường Dương sẽ dùng like ở trên kênh này còn kênh kia là kênh bầu trời Dương béo nếu quý vị yêu quý sẽ sang đấy Dương sẽ làm những video nguội xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bài luận tiếp theo và bài vẽ lại